Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người là cách nấu xôi chiên tại nhà bằng nồi cơm điện khá là đơn giản. Thì đầu tiên mình cần có nếp, nếp thì sử dụng hạt dài hạt tròn thì tùy thuộc sở thích, là 250g nếp, 100g đậu xanh và bột cốt dừa là 15-20g, có thể sử dụng nước cốt dừa khoảng 100g, nước cốt dừa vắt nước ra vẫn được. Một ít muối, 30-40g đường. Sau đây mình sẽ nấu xôi trong nồi cơm điện khá là đơn giản, thì mời các bạn cùng xem. Nếp đã vo sạch và ngâm qua đêm và sóc một ít muối thì tôi sẽ cho vào trong. Và tiếp tục tôi sẽ cho đậu xanh xay mịn vào lên trên cái mặt nếp này. Tiếp tục tôi sẽ cho một thìa dầu ăn vào để cho cái xôi nó có độ bóng và mướt hơn. Và cuối cùng là tôi cho nước cốt dừa vào. Và các bạn cho từ từ, các bạn cho vừa ngập mặt nếp là được. Ít nước thì các bạn có thể cho thêm nước lạnh vào. Như vậy là được các bạn nè các bạn. Nước vừa ngập xem xét các bạn, vừa ngập mí đậu là được. Và tiếp tục tôi sẽ cho cái phần đậu xanh còn lại vào trong đây để hấp. Là hấp xong mới xay thì nó dễ hơn. Và các bạn nên chừa một cái khoảng trống ở phía giữa này các bạn. Cái hơi của cái nồi cơm điện nó bốc lên cho đều thì cái phần đậu ta nó sẽ chín đều hơn. Và tôi sẽ đậy nắp lại và mang đi nấu khoảng 20 phút thì xôi sẽ chín. Xôi đã bật sang cái chế độ đèn vàng rồi đó các bạn. Mở vung kiểm tra xem. Đậu cũng chín rồi đó các bạn, xôi cũng đã chín. Tôi sẽ cho đậu ra ngoài. Còn muốn thêm đường vào cho nó có vị ngọt ngọt thì khi mà xôi chín xong, trộn đậu xong thì để còn ấm ấm thì trộn đường vào luôn. Nếu mà trộn đường vào lúc này thì xôi càng nhão thêm đó các bạn. Khi mà xôi còn ấm ấm, không để nguội, nguội thì xôi nó không có làm đường tan. Còn nóng quá thì xôi nó sẽ bị nhão. Để làm xôi chiên thì khi xôi mà chín thì các bạn mang ra và trộn đậu xanh vào, trộn đường vào là vò ngay, là nhồi ngay các bạn nhé. Khi mà nó còn nóng thì các bạn nhồi nó sẽ mềm và dễ hơn. Còn khi mà các bạn mà để cho nó khô rồi các bạn nhồi không được đâu và sẽ không có thành công. Sau đây tôi sẽ cho đường, cho đậu vào và nhồi xôi khi xôi còn nóng luôn. Cho thêm một ít dầu ăn vào. Đối với xôi chiên thì các bạn nhồi cho thật kỹ nha. Nhồi thật kỹ, thật mịn thì chiên nó mới có độ phồng. Nó hơi dính mặt bàn thì tiếp tục cho dầu vào. Và cố gắng nhồi khi nó còn hơi nóng nóng một xíu. Cái công đoạn nhồi này thì nó hơi cực một xíu các bạn ạ. Các bạn ăn không hết các bạn bảo quản trong tủ ngăn đá các bạn. Bảo quản 15-20 ngày vẫn không sao. Có khi tôi để một tháng mà tôi mang ra chiên vẫn ngon các bạn ạ. Tôi đã nhồi được tương đối mịn thì tôi sẽ cán. Các bạn nhồi càng kỹ thì càng ngon nhé. Đây mình nhồi cũng chưa kỹ lắm đâu. Và tôi sẽ cho vào cái bao thực phẩm và tôi sẽ cán. Các bạn cán cho thật mịn và mỏng mỏng. Thì các bạn dùng cái dụng cụ tròn, các bạn cũng có thể dùng cái ly và các bạn úp xuống. Và tùy theo các bạn làm dạng hình dạng gì. Đây tôi sẽ dùng cái này, tôi úp thành cái hình dạng tròn.
đây các bạn, nó phồng lên rồi các bạn, nó phồng tròn lên luôn, nó phồng tròn lên. Như vậy món xôi chiên vòng nó xong các bạn, khá là đơn giản các bạn ạ. Và tôi sẽ ăn thử, các bạn có thể ăn kèm với thịt nướng, thịt chiên và nhiều món khác nữa nhé. Và như vậy món xôi chiên đã xong rồi các bạn, khá đơn giản đúng không các bạn? Ở trong thì mềm, ở ngoài thì giòn sòn nè các bạn. Ở trong thì mềm, ngoài thì giòn, rất là ngon, rất dễ làm và đơn giản, các bạn có thể ăn kèm với thịt chiên, thịt nướng. Các bạn cũng có thể ăn kèm với chà bông. Làm chà bông như thế nào thì trong video lần trước mình đã chia sẻ với các bạn là bí quyết làm chà bông bán của gia đình mình. Xôi chiên vòng ở đây đã xong rồi các bạn ạ. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.